Trời thương Phật độ, tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984, nam mạng, bước sang năm Giáp Thìn 2024, vận độ ngút trời, trúng số liên tiếp, đổi đời đại gia, mua nhà lầu, tậu xe sang, cuộc sống hàng ngày dư dả tiền tiêu. Hoan hỷ chào đón quý tín chủ tuổi Giáp Tý đã quay trở lại với chuyên mục Tử vi 12 con giáp. Mến chúc quý tín chủ luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Mới đây nhất, khi xem lá số tử vi của 12 con giáp trong năm Giáp Thìn 2024, các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã dày công nghiên cứu dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển biến của thiên can, địa chi và ngũ hành trong tứ trụ luận mệnh, chu kỳ 60 năm của đời người, đã dự đoán rằng năm Giáp Thìn 2024 là thời điểm bứt phá của quý tín chủ tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984, nam mạng, vận trình như cá chép hóa rồng, được nhiều cá tinh cao chiếu, vận đáo hanh thông, công việc thông thuận, làm ăn trúng lớn, trúng số đổi đời, tiền vàng nhất chật két. Vậy vận trình của quý tín chủ tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984, nam mạng diễn ra làm sao? Làm sao để giải hung hóa cát? Làm sao để chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ? Thì ngay sau đây, xin mời quý tín chủ cùng theo dõi luận giải nội dung chi tiết. Vâng, kính thưa quý vị, để biết được vận trình của mình trong năm, ta cần xét trên các phương diện như tổng quan, sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe, hướng xuất hành, tuổi sông đất và tử vi từng tháng âm lịch trong năm Giáp Thìn 2024. Đầu tiên, tổng quan tử vi năm 2024 cho quý anh tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984. Tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984, mạng hải trung kim, vàng dưới biển, khắc bình địa mộc, con nhà bạch đế, số phú quý, xương con chuột, tướng tinh con chó sói, ông quan đế độ mạng. Giáp Tý, thông minh, sắc sảo, ý chí hơn người, tuy nhiên vận may lại không mỉm cười với Giáp Tý. Bởi vậy phải ngoài 40 tuổi, những người này mới xây dựng được sự nghiệp vững chắc, ổn định cho mình. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, quý anh tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984, là 41 tuổi âm lịch và 40 tuổi dương lịch. Xét về thiên can, địa chi, ngũ hành, cung phi và tứ trụ. Xét về thiên can. Thiên can của người tuổi này là Giáp, có ngũ hành thuộc mộc. Gặp năm Giáp Thìn 2024 can Giáp cũng ngũ hành thuộc mộc nên có quan hệ tương trợ. Giáp Tý, nam mạng năm 2024, bản mệnh khá tốt, theo đó chuyên gia phong thủy khuyên nên thực hiện các kế hoạch công việc vì dễ được thành quả tốt đẹp. Cùng với đó, có sự hùn hạp trong công việc kinh doanh, làm ăn chung, nhiều khả năng gặp được thuận lợi. Đây là năm người tuổi này được quý nhân giúp đỡ, bởi vậy nếu gặp trở ngại cũng không đáng lo vì sẽ dễ dàng vượt qua được. Xét về địa chi. Địa chi tuổi này là Tý, gặp địa chi của năm là Thìn, thể hiện quan hệ tam hợp. Tử vi tuổi Giáp Tý, nam mạng, năm 2024 dự báo sẽ có nhiều thay đổi trong các phương diện, nhất là về tinh thần hoặc tình cảm. Ra ngoài thực hiện công việc được quý nhân giúp đỡ, cùng với đó là có nhiều mở mang liên quan tới mối làm ăn. Ngoài ra, đây là năm người tuổi Giáp Tý đón được tin vui về gia đạo, có thể là tin về việc thêm người thêm của. Xét về ngũ hành. Theo tử vi tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984, nam mạng, năm 2024, ngũ hành bản mệnh này là kim, gặp năm Giáp Thìn 2024 ngũ hành thuộc hỏa, là quan hệ chủ về khắc nhập, xấu. Trong năm 2024, người tuổi này sức khỏe bản thân không tốt, có thể dễ bị bệnh tật. Công việc cũng chủ về khó khăn, kinh doanh đầu tư không đạt thành quả như ý muốn. Tình cảm anh em trong nhà không được thuận hòa. Xét về cung phi. Xem tử vi tuổi Giáp Tý, nam mạng, sinh năm 1984 năm 2024 cho hay, cung phi tuổi này thuộc đoài, ngũ hành kim, gặp năm Giáp Thìn 2024 có cung phi thuộc chấn, ngũ hành mộc, là khí tuyệt mệnh. Đây là khí chủ về ý nghĩa xấu, nhưng quý anh cứ nghiêm túc cố gắng, không bỏ cuộc giữa chừng thì công việc vẫn đạt được kết quả khả quan. Xét về tứ trụ. Thiên bại, địa hòa, mọi việc của nam tuổi Giáp Tý trong năm 2024 cơ bản phải tự bản thân cố gắng và không có sự mở mang thêm nhiều. Ngoài ra, nam tuổi 1984 không nên thay đổi công việc trong năm nay. Vận niên năm 2024. Quý anh tuổi Giáp Tý năm này gặp vận niên, kê hồi viên, tức là gà về vườn, về với sự no đủ. Quý anh tuổi Giáp Tý gặp vận niên này sẽ có được một năm vui vẻ, hạnh phúc, nhiều thức ăn,
cầu gì được nấy, tài lộc, quan chức đều được, mọi việc đều thành công rực rỡ. Những biến chuyển của thiên can, địa chi và ngũ hành cho thấy trong năm Giáp Thìn này, đối với quý anh tuổi Giáp Tý thì đây là một năm gặp nhiều may mắn. Công việc làm ăn, lẫn con đường công danh, sự nghiệp đều có bước tiến đáng kể. Nhờ vận quý nhân vượng, bản mệnh làm việc lớn nhỏ gì cũng dễ gặt hái được thành công. Cũng vì thế, quý anh là người có của ăn của để, nhận được sự ngưỡng mộ và tôn trọng của mọi người xung quanh, quý anh cần phải chủ động nắm bắt thời cơ để làm giàu kinh tế cho gia đình. Sao chiếu mệnh. Trong năm Giáp Thìn 2024, quý anh tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984, gặp sao Thái Dương chiếu mệnh. Sao Thái Dương là một phúc tinh tốt với cả nam và nữ. Sao này mang lại sự tốt lành, an khang thịnh vượng, công danh rộng mở, phát tài phát lộc, giúp cho quý anh có khả năng thăng quan tiến chức, vạn sự đều may. Vận hạn. Trong năm Giáp Thìn 2024, quý anh tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984, gặp hạn toán tận. Người gặp hạn toán tận thường bị hao tốn tài sản lớn, có thể bị cướp giật, gặp tai nạn bất ngờ như tai nạn giao thông, lao động hoặc ẩu đả, thương tích, kẻ xấu hãm hại, những người kém về phúc đức có thể vong mạng. Xét về vận trình sự nghiệp cho quý anh tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984, trong năm Giáp Thìn 2024. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, quý anh tuổi Giáp Tý có được vận trình sự nghiệp là một trong những điểm sáng rực rỡ nhất. Trong năm này, quý anh tuổi Giáp Tý nhờ ảnh hưởng tích cực của cục diện tam hợp, thân Tý Thìn, quý anh có được vận quý nhân giúp đỡ, gặp nhiều may mắn, sẽ gặt hái được những thành công hơn người, có thể chạm tay vào những cơ hội đáng quý. Năm này quý anh tuổi Giáp Tý có được thiên can tương sinh, địa chi tương hợp, giúp cho quý anh đón nhiều vận khí cát lành, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, lại có thêm sao Thái Dương cát tinh soi chiếu, dẫn đường, chỉ lối, con đường quan lộc của quý anh gặp thời vận lên cao. Quý anh cũng là người trung thành, chăm chỉ, quyết tâm, luôn nỗ lực hết mình vì công việc, có tinh thần trách nhiệm cao, được cấp trên đề bạt, lên chức, tăng lương. Nhờ sự ý chí phấn đấu mạnh mẽ, quý anh tạo nên những thắng lợi vẻ vang. Với người làm kinh doanh, buôn bán, tự thân vận động, mọi việc diễn tiến tích cực ngoài mong đợi, dưới tác động của Thanh Long và Thiên Phúc. Quý anh có số được quý nhân phù trợ, mở ra nhiều cơ hội hồn hạp, đầu tư làm ăn mới. Quý anh tuổi Giáp Tý cũng là người khôn ngoan, nhẫn nại, giỏi chịu đựng. Tính cách này giúp cho quý anh thành công trong nhiều lĩnh vực, có được nhiều mối quan hệ làm ăn tốt. Trong thời gian này, mọi dự định, kế hoạch đều được tiến hành một cách trơn tru, thuận lợi. Quý anh luôn tâm niệm rằng, cần phải nỗ lực, quyết tâm và biết nắm bắt cơ hội thì sẽ thu được thành quả như ý, sẽ giàu có. Trong năm này, quý anh tuổi Giáp Tý cũng cần chú ý sự tác động của hạn toán tận, việc làm ăn, hùn hạp nên cẩn thận, sẽ có những biến cố xảy ra, làm cho công việc thất bại, đầu tư thua lỗ, gây thất thoát về tài sản, tiền bạc. Ngoài ra, trong năm này, quý anh cũng cần tránh tính cách kiêu ngạo, coi thường người khác. Trong giao tiếp hàng ngày cần tránh nóng nảy, gây mâu thuẫn, xích mích. Nếu quý anh tự tách mình khỏi tập thể, thì đến khi gặp rắc rối sẽ không được người giúp đỡ. Điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến sự thăng tiến trong sự nghiệp. Xét về vận trình tài lộc cho quý anh tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984, trong năm Giáp Thìn 2024. Bước sang năm Giáp Thìn 2024 cho thấy con đường tài lộc của quý anh tuổi Giáp Tý khá hanh thông, thuận lợi. Quý anh đã tìm ra con đường phát triển phù hợp với năng lực của bản thân, đánh giá được tình hình chung của xã hội, biết đón đầu xu hướng, lại thêm có sự giúp đỡ của quý nhân, nên kiếm tiền nhanh chóng, dễ dàng hơn hẳn so với khoảng thời gian trước đó. Những người làm công ăn lương cũng sẽ đạt được nhiều thành tích tốt trong công việc, quý anh luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của đồng nghiệp và lãnh đạo cấp trên. Điều này giúp cho nguồn thu của quý anh tương đối là ổn định, quý anh cũng làm người năng động, cho nên bên cạnh công việc chính, quý anh vẫn biết cách khai thác và phát huy các kênh kiếm tiền khác để gia tăng tài lộc cho mình. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để quý anh tuổi Giáp Tý cân nhắc tới vấn đề đa dạng hóa các hạng mục đầu tư hay mở rộng về quy mô kinh doanh, có thể thử sức với các lĩnh vực mới. Trong năm này nếu quý anh đang ấp ủ kế hoạch gì, nên nhanh chóng bắt tay vào thực hiện ngay. Dù quá trình thực hiện có thể gặp phải vướng mắc, song quý nhân xuất hiện đúng lúc, giúp cho quý anh nhanh chóng khắc phục khó khăn, biến nguy cơ thành cơ hội cho mình. Quý anh tuổi Giáp Tý rất có duyên với của cải, tiền bạc, năm này quý anh sẽ có nhiều cơ hội gia tăng về tiền của, tích trữ về tài sản, quý anh được quý nhân giúp đỡ về tiền tài, cũng có thể được giới thiệu cho những thời cơ hiếm có. Đặc biệt, người làm trong ngành bất động sản,
địa ốc, tài chính có cơ hội thắng lớn. Nếu biết tận dụng cơ hội trong khoảng thời gian này để đầu tư sinh lời, thì quý anh sẽ bội thu về tiền tài, của cải. Điều cần chú ý trong chuyện làm ăn, quý anh cần tránh gây hấn với người khác, đặc biệt là kẻ tiểu nhân, kẻo sẽ vướng phải chuyện thị phi, nhiều khi phải dùng tiền mới có thể giải quyết êm xuôi được. Sự tác động của hạn toán tận làm cho quý anh tuổi Giáp Tý cũng cần phải chú ý trong làm ăn, hùn hạp, cần phải rõ ràng, có giấy tờ, chứng từ đầy đủ, tuyệt đối không nên cho người khác vay tiền mà không có giấy tờ đảm bảo rõ ràng. Trong năm 2024, quý anh tuổi Giáp Tý về tài lộc vẫn có điểm báo hao tổn, phần lớn do chi tiêu cuộc sống hàng ngày. Quý anh cũng cần lưu tâm đến cách quản lý tài chính chặt chẽ để tránh tình trạng thất thoát lãng phí. Xét về phương diện tình cảm, cho quý anh tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984, trong năm Giáp Thìn 2024. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, có thể nói đây là một năm có nhiều tín hiệu vui về chuyện tình cảm, gia đạo cho quý anh tuổi Giáp Tý. Thiên hỷ cát tinh chiếu mệnh, báo hiệu chuyện tình cảm, gia đạo của quý anh tiến triển bình ổn, vững chắc và vui vẻ. Quý anh và nửa kia của mình ngày càng thấu hiểu nhau hơn, biết trân trọng và thông cảm cho nhau trong những phương diện của cuộc sống. Hai người có thể là động lực cho nhau, cùng nhau cố gắng và tìm ra những hướng giải quyết vấn đề khi gặp khó khăn và chinh phục đỉnh cao mới. Đối với con cái thì quý anh nên trò chuyện, làm bạn với trẻ nhỏ nhiều hơn. Chỉ khi thường xuyên tâm sự, san sẻ, đôi bên mới có thể khắc phục được những khoảng cách do thế hệ tạo ra. Quý anh tuổi Giáp Tý sẽ có một năm khá hạnh phúc, an vui, vợ chồng con cái hòa thuận. Điều đáng chú ý là quý anh là người trụ cột gia đình, cần phải nghiêm khắc với chính bản thân mình, giảm bớt tính tình nóng nảy của bản thân để giữ hòa khí trong nhà. Người đang còn độc thân nên năng động, tìm cách mở rộng các mối quan hệ xã giao của mình để tăng cơ hội gặp được người phù hợp. Quý anh không nên ngại ngần và sống trong thế giới riêng, chỉ cần chủ động thì sẽ nhận thấy xung quanh có nhiều đối tượng triển vọng, sẽ có được cơ hội gặp được người phù hợp hoặc tái hôn. Xét về vận trình sức khỏe, cho quý anh tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984, trong năm Giáp Thìn 2024. Về phương diện sức khỏe của quý anh tuổi Giáp Tý trong năm này cũng khá ổn định. Dù quý anh có thể chất khỏe mạnh, không có những biểu hiện phát sinh về bệnh tật, nhưng như vậy không có nghĩa là được chủ quan. Quý anh cần đặc biệt cẩn thận khi tham gia giao thông, cũng như khi lao động chân tay hay vận hành máy móc, để đề phòng những sự cố đáng tiếc vừa gây tổn hại cho sức khỏe mà còn vừa hao tổn tiền bạc để khắc phục vấn đề. Sự tác động của hạn toán tận làm cho quý anh cũng cần phải chú ý, có thể gặp phải những tai nạn bất ngờ như cướp giật, ẩu đả, gặp họa huyết quang. Bước sang tuổi trung niên, quý anh tuổi Giáp Tý vẫn có sức khỏe dẻo dai, nhưng quý anh cũng cần lưu ý các cuộc vui ăn nhậu không nên quá đà, bởi những năm về sau sẽ gặp hạn tật ách, đó là do quá trình của việc lạm dụng thuốc lá, rượu bia để bản thân sống buông thả. Quý anh tuổi Giáp Tý nên ý thức hơn trong việc bảo vệ sức khỏe một cách chủ động, ăn uống lành mạnh, lối sống khoa học, thư giãn đầu óc và đối mặt với cuộc sống một cách tích cực. Nếu gặp chuyện phiền phức thì nên nói chuyện với gia đình và bạn bè, sau đó tập cho mình những thói quen sống tốt để đảm bảo sức khỏe luôn ở trạng thái tốt nhất. Ngày, giờ xuất hành tốt cho quý anh tuổi Giáp Tý 1984 trong năm Giáp Thìn 2024. Số của quý anh tuổi Giáp Tý xuất hành hợp vào giờ chẵn, ngày chẵn và tháng lẻ. Làm ăn, hùn hạp hay phát triển về sự nghiệp sẽ gặp nhiều may mắn, được suôn sẻ, thuận lợi, thu về nhiều thắng lợi to lớn, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Ngày mùng 1 Tết, dương lịch, thứ Bảy, ngày mùng 10 tháng 2 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024, tức ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Giờ xuất hành tốt cho quý anh tuổi Giáp Tý gồm các khung giờ sau. Giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thanh Long. Giờ Kỷ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Minh Đường. Giờ Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Bảo Quang. Giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Hướng xuất hành tốt cho quý anh tuổi Giáp Tý. Xuất hành theo hướng Đông Bắc để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng Đông Nam để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Ngày mùng 2 Tết, dương lịch, chủ nhật, ngày 11 tháng 2 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 2 tháng 1 năm 2024, tức ngày Ất Tỵ, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn.
ngày này là ngày sát chủ, không tốt cho việc xuất hành hay khởi cầu về công danh, tài lộc. Nếu xuất hành, áp dụng theo tuổi của quý anh. Hướng tốt trong ngày, hỷ thần hướng Tây Bắc, tài thần hướng Đông Nam. Ngày mùng 3 Tết, dương lịch, thứ hai, ngày 12 tháng 1 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 3 tháng 1 năm 2024, tức ngày Bính Ngọ, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Ngày này là ngày tam nương sát, xấu, kỵ khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay cất nhà. Nếu xuất hành, áp dụng theo tuổi của quý anh. Xuất hành theo hướng Tây Nam để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng Chính Đông để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm, để đón nhiều tài lộc trong năm. Tuổi Sông Đất hợp với gia chủ tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984, nam mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Dựa vào thiên can, địa chi và lựa chọn ngũ hành hợp với tuổi của gia chủ tuổi Giáp Tý. Điều này giúp mang tới may mắn, tài lộc cho gia chủ. Người tới Sông Đất cho gia chủ phải là người khỏe mạnh, luôn vui vẻ, hân hoan, đặc biệt họ càng thành công thì vía mà quý anh nhận được càng nhiều. Tuổi Sông Đất tốt nhất cho gia chủ tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984, nam mạng, trong năm Giáp Thìn 2024, gồm các tuổi sau. Tuổi Quý Tỵ, sinh năm 2013, nam mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi bình hòa, cung mệnh thiên y, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Tuổi Nhâm Thìn, sinh năm 2012, nam mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi tam hợp, cung mệnh sinh khí, niên mệnh bình hòa, rất tốt. Tuổi Giáp Thân, sinh năm 2004, nam mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi tam hợp, cung mệnh thiên y, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, nam mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can tương khắc, địa chi tam hợp, cung mệnh thiên y, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Tuổi Bính Tý, sinh năm 1996, nữ mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi bình hòa, cung mệnh thiên y, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Quý anh tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984, trong năm Giáp Thìn 2024, có phạm tam tai, hoàng ốc, kim lâu, thái tuế, trạch tuổi không. Tam tai năm 2024, quý anh tuổi Giáp Tý phạm tam tai vào các năm Thân, Tý, Thìn. Như vậy năm này là năm Thìn, quý anh tuổi Giáp Tý phạm tam tai năm thứ ba. Tuổi Kim Lâu năm 2024, quý anh sẽ không phạm đại kỵ Kim Lâu. Hạn hoang ốc năm 2024, năm này quý anh tuổi Giáp Tý là 41 tuổi âm lịch, sẽ phạm hạn hoang ốc, ngũ thọ tử. Ngũ thọ tử được biết đến là cung xấu nhất trong 6 cung của hoang ốc. Ngũ thọ tử sẽ mang đến sự rạn nứt trong mối quan hệ của các thành viên trong gia đình, mọi người chia rẽ, nguy hiểm hơn sẽ rơi vào cảnh sinh ly tử biệt. Vậy nên quý anh hãy tránh làm nhà, xây nhà trong năm này. Thái tuế năm 2024, quý anh không phạm hạn thái tuế. Hạn trạch tuổi năm 2024. Theo hệ thống cửu trạch vận niên thì gia chủ tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984, vào năm Giáp Thìn 2024 gặp trạch khốc là một trong năm trạch xấu gồm trạch bại, trạch hư, trạch khốc, trạch quỷ, trạch tử. Trạch khốc là xấu, bởi vậy quý anh không nên mua nhà, xây cất hoặc sửa nhà vào năm này. Trong năm Giáp Thìn 2024, quý anh tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984, cần phải đặc biệt chú ý tới hạn toán tận và sao Thái Dương chiếu mệnh. Mức độ ảnh hưởng của hạn toán tận đối với quý anh tuổi Giáp Tý trong năm 2024. Hạn toán tận chủ về tiền bạc, cẩn thận hao tài, tán lộc. Theo những tài liệu rất đáng tin cậy về hạn toán tận thì hạn này được ghi chép như sau: hạn toán tận thường bị hao tốn tài sản lớn, bị cướp giật, gặp tai nạn bất ngờ như tai nạn giao thông, lao động hoặc ẩu đả, thương tích, kẻ xấu hãm hại, cũng có thể bị cảm mạo, trúng gió. Căn cứ vào tính chất của hạn này, ta có thể đánh giá hạn này là một hạn lớn, thiệt hại nặng nề về tài sản, tiền bạc, sức khỏe, tai nạn bất ngờ có thể xảy ra. Quý anh tuổi Giáp Tý, trong năm 2024 này, cần đặc biệt chú ý 5 điều sau đây để vượt qua hạn toán tận. Thứ nhất, tuyệt đối không mang nhiều tiền bạc, của cải khi đi đường, dù cho là đi làm ăn, đi chơi, đi du lịch hay bất cứ đâu. Thứ hai, trong làm ăn thì tuyệt đối không thực hiện những việc liên quan đến lâm sản, tốt nhất là không nên chung vốn làm ăn. Thứ ba,
luôn luôn cẩn trọng trước mọi việc vì năm nay sẽ có tai họa ập đến bất ngờ. Không nên xem thường bất cứ nguy cơ nào cả. Thứ tư, không uống rượu bia khi tham gia giao thông hoặc làm các công việc liên quan tới máy móc nguy hiểm. Thứ năm, hạn chế đến những nơi rừng thiêng nước độc cũng là một cách giải hạn toán tận. Ngoài những cách giải hạn toán tận kể trên, những người gặp hạn này nên tu nhân, tích đức, trau dồi đạo đức, phẩm hạnh, làm nhiều việc thiện, siêng năng, chu đáo trong việc lễ bái tổ tiên, đi đền chùa lễ thần Phật, cầu bình an, khỏe mạnh. Vì trong cuộc sống, sức mạnh vô hình từ thế giới tâm linh vô cùng linh thiêng, mạnh mẽ. Những việc trên sẽ được tổ tiên, thần Phật chứng giám, che chở độ trì bảo vệ sự bình an và mang lại may mắn. Đây cũng là cách giải hạn toán tận rất được chú trọng. Quý anh tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984, trong năm Giáp Thìn 2024, gặp sao Thái Dương chiếu mạng. Sự tác động của sao Thái Dương đối với quý anh tuổi Giáp Tý trong năm 2024. Sao Thái Dương là một phúc tinh tốt với cả nam và nữ. Sao này mang lại sự tốt lành, an khang thịnh vượng, công danh rộng mở, phát tài phát lộc, giúp cho quý anh có khả năng thăng quan tiến chức, vạn sự đều may. Từ xa xưa người ta đã quan niệm rằng dù gặp sao tốt hay sao xấu thì cũng nên làm lễ hóa giải và nghênh sao. Sao Thái Dương là một phúc tinh nên cần làm lễ giải hạn và nghênh sao để tâm lý được vững vàng, có thêm niềm tin trong cuộc sống, mong muốn tránh được rủi ro và gặp nhiều may mắn. Người xưa thường làm lễ cúng dâng sao giải hạn vào đầu năm để giảm nhẹ vận hạn hoặc làm hàng tháng tại chùa hoặc tại nhà để cầu xin thần sao phù hộ cho bản thân, gia đình, con cháu được bình an, khỏe mạnh, vạn sự tốt lành, may mắn, thịnh vượng. Lễ cúng dâng sao giải hạn sao Thái Dương thường thực hiện vào ngày 27 âm lịch hàng tháng. Thời gian cúng là từ 21 giờ đến 23 giờ khi cúng gia chủ thắp 12 ngọn đèn hoặc nến, bố trí theo các vị trí hướng sao hiện, quay về hướng chính đông lại 12 lại. Vận trình từng tháng âm lịch cho quý anh tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984, trong năm Giáp Thìn 2024, được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Vận trình tháng 1 âm lịch 2024 cho quý anh tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984. Vận trình tổng thể của quý anh tuổi Giáp Tý trong tháng đầu tiên của năm Giáp Thìn này tương đối lạc quan, con đường tài lộc cũng gặp nhiều may mắn. Quý anh vui xuân đón Tết cùng gia đình, xung quanh quý anh là nguồn năng lượng tích cực, khiến cho quý anh làm việc gì cũng thấy thoải mái và dễ chịu hơn. Đây là tháng đại cát, sự nghiệp và tiền tài của quý anh tuổi Giáp Tý có quý nhân phù trợ, có thu hoạch bất ngờ về tiền bạc, có điểm hưởng thụ vật chất. Trong tháng này quý anh tuổi Giáp Tý cần chú ý sẽ gặp chút vấn đề về tình cảm. Vận trình tháng 2 âm lịch năm 2024 cho quý anh tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984. Bước vào tháng 2 âm lịch, quý anh tuổi Giáp Tý có tài lộc ở mức bình thường, công việc phát triển đều đều, không có nhiều biến cố lớn phát sinh. Về chuyện tình cảm cần chú ý dễ gặp rắc rối, thị phi. Quý anh nên dành nhiều thời gian hơn để trò chuyện với nửa kia và cho các thành viên trong gia đình. Vận trình tháng 3 âm lịch năm 2024 cho quý anh tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984. Trong tháng này, công việc của quý anh tuổi Giáp Tý được ổn định và phát triển, không có những biến động lớn hay phát sinh mới đáng kể. Quý anh nên dành thời gian quan tâm đến gia đình và thư giãn tinh thần, tạo năng lượng cho các tháng sau. Dưới sự trợ giúp của ngũ hành tam hợp, thân Tý Thìn, quý anh tuổi Giáp Tý có tình cảm gia đình tốt đẹp, quan hệ xã giao hài hòa, giúp cho công việc thêm phần thuận lợi. Sức khỏe có dấu hiệu suy giảm, quý anh cần chú ý nghỉ ngơi điều độ, tránh những suy nghĩ tiêu cực, kẻo lại gây ra nhiều áp lực cho bản thân. Vận trình tháng 4 âm lịch năm 2024 cho quý anh tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984. Bước sang tháng 4 âm lịch này có thể sẽ là một tháng vất vả cho quý anh tuổi Giáp Tý, phương diện tài lộc có phần bị tổn hao, có thể sẽ phải chi tiêu nhiều. Ngoài những nhu cầu thiết yếu hàng ngày, còn có các mối quan hệ xã giao, cũng như chi phí học hành của con cái, quý anh cần tìm thêm nguồn thu nhập khác ngoài tiền lương từ công việc chính. Gặp hung tinh hàm trì chiếu, cho nên quý anh tuổi Giáp Tý cần phải chú ý trong làm ăn hay hồn hạp đầu tư, tránh bị phỉnh nịnh, lừa gạt, dẫn đến mất tiền hao của. Ngoài ra quý anh cũng cần quan tâm tới sức khỏe của bản thân, các dạng về tai nạn như tai nạn giao thông, té ngã, hay có thể gặp họa huyết quang khi sử dụng các đồ vật trong gia đình, đều có thể làm cho quý anh bị thương tích. Vận trình tháng 5 âm lịch năm 2024 cho quý anh tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. Về phương diện sự nghiệp cho thấy,
Quý Anh tuổi Giáp Tý trong tháng này có phần sa sút, hung vận khá lớn, kéo theo tình hình vẫn trầm mặc, chưa định đoạt được. Một số người làm văn phòng, tháng này làm việc khó yên ổn, tiểu nhân quấy phá, làm việc thiếu tập trung, sa sút. Điều này khiến công việc gặp trở ngại, cản trở sự nghiệp. Tháng gặp cục diện tứ hình xung, Tý Ngọ Mão Dậu gây trở ngại, việc đầu tư, kinh doanh, buôn bán cũng không được thuận lợi. Gặp phải đối thủ cạnh tranh gay gắt, làm cho khách hàng bị giảm sút, điều này cũng ảnh hưởng đến nguồn thu tổng thể trong tháng. Quý Anh tuổi Giáp Tý có thể vướng phải một số chuyện thị phi trong tháng này, cần giữ thái độ bình tĩnh, tránh nóng nảy, bốc đồng, gây ra những cuộc tranh cãi, xung đột không đáng có. Vận trình tháng 6 âm lịch năm 2024 cho Quý Anh tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984. Về tình hình sức khỏe của Quý Anh tuổi Giáp Tý, trong tháng này cũng bị sao hung tinh quấy phá, có thể gặp họa huyết quang, cũng có thể do bị ảnh hưởng bởi các yếu tố thời tiết mà làm cơ thể mệt mỏi. Tháng này là tháng Tân Mùi, tạo cục diện Tý Mùi tương hại, Quý Anh nên chú ý có điềm báo thị phi, tiểu nhân cản trở trong công việc, cần cẩn thận trong các giao dịch về tiền bạc, hàng hóa, phòng tránh có sự nhầm lẫn, gây xích mích, thị phi, mất tiền hao của. Sự tác động của tử phù rất mạnh, Quý Anh tuổi Giáp Tý trong tháng này cần phải chuẩn bị tinh thần cho mọi nguy hiểm, đồng thời cố gắng tránh ra ngoài vào dịp đặc biệt, kẻo bản thân gặp xui xẻo. Vận trình tháng 7 âm lịch năm 2024 cho Quý Anh tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984. Bước sang tháng 7 âm lịch chủ về tài, lộc, tỷ. Quý Anh tuổi Giáp Tý gặp được tháng có ngũ hành tam hợp, thân Tý Thìn trợ mệnh, khả năng ăn nói xã giao dễ khiến cho Quý Anh phát tài phát lộc, kiếm được khoản tiền kha khá về cho mình. Dù là tháng cô hồn, nhưng Quý Anh có được các tinh thanh long, thiên phúc trợ mệnh, giúp cho vận trình của Quý Anh được nhiều thuận lợi. Quý Anh có nhiều cơ hội làm ăn, hợp tác, có thể hợp tác với những đối tác, khách hàng đáng tin cậy để thực hiện các dự án đầu tư, kinh doanh của mình mở đường cho nhiều hướng hợp tác làm ăn mới, hứa hẹn sẽ rất phát triển trong tương lai. Nếu biết nắm bắt cơ hội, Quý Anh sẽ trở nên giàu có. Vận trình tháng 8 âm lịch năm 2024 cho Quý Anh tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984. Bước sang tháng 8 âm lịch, Quý Anh tuổi Giáp Tý có vận trình tài lộc về tổng thể ở mức trung bình. Vận thế của hầu hết người tuổi này về cơ bản ít có biến động lớn hay là bị tác động của các yếu tố bên ngoài gây phiền nhiễu. Công việc đều đều, chưa có sự đột phá. Nhưng nếu muốn gia tăng về tài lộc thì Quý Anh cần phải biết khai thác thế mạnh của bản thân, cần cù học hỏi, phát huy năng lực về chuyên môn nghiệp vụ, phải chăm chỉ, nỗ lực hơn, thúc đẩy sự nghiệp tăng tiến, từ đó tài lộc cũng sẽ đến. Sức khỏe ổn định, nhưng chú ý đi lại hay tham gia giao thông, dễ bị té ngã. Vận trình tháng 9 âm lịch năm 2024 cho Quý Anh tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984. Bước sang tháng 9 âm lịch, tài lộc của Quý Anh tuổi Giáp Tý có phần ổn định, nhưng nếu không chăm chỉ làm việc thì tài lộc có thể sẽ rơi vào tình trạng dậm chân tại chỗ. Quý Anh cũng cần chú ý không nên thực hiện các thương vụ đầu tư, kinh doanh lớn hoặc theo hình thức đỏ đen, rất dễ bị thua lỗ dẫn đến mất cả chì lẫn chài. Tài lộc mang tính tiêu cát, phù hợp với kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ, không nên mạo hiểm xuất tiền lớn. Tình cảm gia đình được an vui, con cái ngoan ngoãn. Vận trình tháng 10 âm lịch năm 2024 cho Quý Anh tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984. Trong tháng có địa chi hợi thủy hợp Tý Thủy, Quý Anh tuổi Giáp Tý có vận trình sự nghiệp tương đối thuận lợi. Đây là lúc Quý Anh thể hiện năng lực và nâng cao uy tín của mình, có thể đạt được những bước đột phá lớn trong sự nghiệp, công việc. Quý Anh tuổi Giáp Tý cũng cần phải chủ động, tự tin nắm bắt thời cơ và phấn đấu để đạt được thành tích tốt hơn trong tháng này, để có thể tạo điều kiện bứt phá hơn nữa trong tương lai sự nghiệp. Vận trình tài lộc cũng tương đối tốt, thu nhập chính và thu nhập phụ đều tăng, việc đầu tư, kinh doanh buôn bán được thuận lợi, có sự dư giả. Quý Anh cũng đã biết tích góp, dành dụm được khoản tiền kha khá, đảm bảo trang trải cuộc sống và phòng những việc bất trắc xảy ra. Vận trình tháng 11 âm lịch năm 2024 cho Quý Anh tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984. Bước sang tháng 11 âm lịch, vận trình tài lộc của Quý Anh tuổi Giáp Tý được cải thiện đáng kể. Với sự giúp đỡ và hỗ trợ của các tinh, thần tài gõ cửa, quý nhân phù trợ, giúp cho Quý Anh thu được lợi nhuận trong việc kinh doanh, buôn bán hay là đầu tư về tài chính. Quý Anh có được sự cứng cỏi nhưng cũng mềm dẻo, lại khéo léo, rất được lòng mọi người. Đây là bố cục mà Quý Anh tuổi này được hưởng phúc lộc về vật chất và hạnh phúc gia đình. Tuy nhiên, trong tháng này Quý Anh tuổi Giáp Tý có thể xảy ra một số tai nạn ngoài ý muốn như tai nạn về xe cộ,
Sự cố xảy ra do sử dụng các vật sắc nhọn thường ngày như dao, kéo, đồ vật bằng kim loại, cần phải cẩn thận. Vận trình tháng 12 âm lịch năm 2024 cho quý anh tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984. Bước sang tháng 12 âm lịch cho thấy, vận trình tài lộc của quý anh tuổi Giáp Tý có nhiều khởi sắc, quý anh có nhiều cơ hội để đột phá, vươn lên. Với sự trợ giúp của các cát tinh, giúp cho quý anh thu được nhiều tài lộc về cho mình. Quý anh được người có tri thức đi trước chỉ dẫn, được tham gia vào nhiều dự án quan trọng, công việc diễn ra thuận lợi. Việc kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn, quý anh có thể kiếm được rất nhiều tiền bạc, của cải ở tại thời điểm này. Cục diện Tý Sửu hợp nhật nguyệt giúp cho việc kinh doanh, buôn bán của quý anh Giáp Tý gặp nhiều thuận lợi. Lợi nhuận tăng lên gấp nhiều lần so với trước đây, quý anh không cần phải lo lắng hay bận tâm về vấn đề tiền bạc. Ngoài ra, đây là tháng cuối cùng của năm Giáp Thìn, quý anh tuổi Giáp Tý cũng nên có kế hoạch trong việc chi tiêu phù hợp để hạn chế tình trạng mua sắm quá đà, làm tao tán về tiền bạc không đáng. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984, nam mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một năm nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.